tiến sĩ, đạo diễn Hoàng Duẩn, phó trưởng khoa quản lý văn hóa, nghệ thuật, trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh, là người có nhiều năm gắn bó với hoạt động sân khấu ở Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước, đã có cuộc gặp gỡ, giao lưu với đông đảo sinh viên tại Talk Show Chuyện Sân khấu do nhóm Cine Talk Crew, sinh viên khoa quan hệ quốc tế của trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Đạo diễn Hoàng Duẩn đã giải đáp thắc mắc về quy trình tổ chức sự kiện, kinh nghiệm xử lý tình huống rủi ro bằng chính những kinh nghiệm thực tiễn từ các lễ hội quốc gia, cấp tỉnh. Qua đó cung cấp cho sinh viên những bài học quý giá từ trải nghiệm thực tiễn. Những sự kiện lớn hiện nay đều phần lớn được truyền hình trực tiếp, đúng không các bạn? Không truyền hình trực tiếp thì họ cũng tu hình phát sóng lại. Vì sao ạ? Ngày xưa các bạn muốn lên truyền hình không đơn giản đâu nha. Muốn lên truyền hình không đơn giản đâu. Còn bây giờ lên truyền hình nó đỡ hơn, vì sao ạ? Nếu mà không lên truyền hình được thì người ta có thể quay hình, thu hình giống như truyền hình trực tiếp mà ta phát sóng ở đâu? Trên fanpage á, fanpage, những cái kênh riêng, đúng không? Những cái hạ tầng kỹ thuật số của các đài truyền hình nữa. Như vậy, nó có một cái vai trò quan trọng, đó là gì? Truyền đạt được những thông điệp truyền thông trong một sự kiện đến với đại đa số công chúng, nó nhiều hơn. Nó giúp kết nối giữa nhà tổ chức sự kiện với công chúng nhiều hơn. Kết thúc hỏi đáp là phần truyền lửa nghề cho các bạn sinh viên, cách nuôi dưỡng đam mê và biến nó thành hiện thực. Thông qua câu chuyện truyền cảm hứng về cuộc đời làm nghề và quá trình phấn đấu, đạo diễn Hoàng Duẩn cho biết phải có đam mê và đi đến tận cùng của đam mê thì sẽ đạt được kết quả.